Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân, ạc Free Fire giá rẻ, hãy đến ngay với shop vietidol.tk, shop chuyên bán ạc Liên Quân, ạc Free Fire giá rẻ, uy tín và chất lượng nha. Khi đến với shop, các bạn sẽ được trải nghiệm với nhiều vòng quay random cực kỳ là hấp dẫn. Và nếu các bạn đạt được top 1 nạp hệ tháng, các bạn sẽ nhận được 10.000 kim cương. Và shop này là shop tự động do chính mình làm chủ luôn nha. Và nếu ai có nhu cầu muốn thử vận may, hãy đến ngay với vòng quay kim cương 20k, các bạn có cơ hội nhận lên tới 9.000 kim cương. Và nếu ai có thắc mắc gì, hãy liên hệ qua Facebook để được Việt hỗ trợ nha. Và link shop Việt để dưới phần mô tả, anh em nhớ ghé thăm ủng hộ nha. Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với video tiếp theo của Việt nha. Thì đến với video ngày hôm nay thì Việt lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người một cái chain nữa. Và chain này được làm ở trên app Trung và app Kingdom Master nha. Chỉ là cái chain này đây. Thì app Kingdom Master và app Trung ấy, thì cả iPhone và Android đều sử dụng được. Thì đến với cái chain hôm nay thì Việt lại hướng dẫn cho mọi người. Cái chain đó là cái chain này được gọi là chain tháo bịt mặt nha mọi người. Thì đầu tiên các bạn quay cho Việt một cái đoạn video như thế này này. Đấy, quay như thế này. Sau đó các bạn để trong quay, các bạn chọn thần mặt trắng luôn như thế này. Đấy, chúng ta quay một đoạn video tầm 20 mấy giây. Và anh em chụp cho Việt một cái tấm ảnh đeo mặt nạ, sau em cắt cái mặt nạ ra này nha. Ok, và Việt sẽ hướng dẫn anh em làm sao có thể cắt được cái mặt nạ ra như vậy nha. Anh em có một cái đoạn nhạc này, anh em có thể lên TikTok của Việt để lấy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào app SpeedUs để cắt cái mặt nạ ra mọi người nha. Máy Việt mà vừa quay thì vào app nó bị hơi lâu một xíu tại vì nó lag mọi người nha. Thì mong mọi người thông cảm ạ. Rồi, các bạn chọn vào dấu cộng này, cộng màu tím ở dưới, rồi chọn vào cái tấm ảnh mà chúng ta đã chụp này, rồi tắt đi, tại vì có wifi nên nó quảng cáo hơi bị nhiều người nhá. Rồi bây giờ mọi người cắt xén nó nhá, bây giờ mọi người cắt nó nhỏ lại như này. Ủa, anh em ơi, làm nó hơi bị lag luôn đấy. Cắt nó lại nhá. Đấy, anh em lấy phần mẹng như này thôi. Đấy, cắt gọn nó lại. Rồi. Ủa, rồi lỗi rồi. Rồi anh em nhấn áp dụng nha. Rồi em kéo sang, em chọn cho Việt là cắt bỏ này, cái kéo này. Bây giờ anh em phóng to nó ra để cho nó dễ làm này. Anh em dùng một ngón tay để tô nhá, tô phần đỏ. Em tô hết cái phần máu đen đi. Đấy, tô như này. Cái này thì không cần phải tô chuẩn đâu nhá, anh em tô bị loem cũng được. Lát nữa chúng ta làm thì nó sẽ tự động lọc lại cho chúng ta. Đấy mọi người, cái tô này nó lem ra ngoài thịt cũng không sao đâu nhá. Lát nữa chúng ta làm thì nó sẽ tự lọc lấy phần đen, bởi vì chúng ta chủ yếu lấy phần đen ấy. Nếu mà chúng ta làm như này nhiều màu ấy thì nó sẽ lọc ra và nó sẽ lấy, nói chung là sai rất là nhiều. Nhưng chúng ta lấy cái mỗi cái mặt nạ này, chúng ta tô full mặt nạ nhá, sau đó nhấn vào cái mũi tên ở phía trên góc phải này. Đấy, đợi nó lọc ra đâu, nó cắt lại cho chúng ta ấy. Thì cái này nó dạng nó tự cắt luôn, bởi vì cái mặt nạ này rất là dễ. Đáng lắm. Đấy như vậy nha. Đấy. Chúng ta chỉ việc lưu nó lại thôi. Đáng ra là phải sử dụng cái mặt nạ khác, nhưng mà nó hơi bị to và rườm rà một cái nhá, nên là sử dụng cái mặt nạ đen này cho nó dễ. Rồi, đợi nó quảng cáo một xíu nha, do có wifi. Rồi, lưu. Đã lưu vào mục ảnh này, ok. Và chúng ta có được một cái tấm ảnh có mặt nạ như này. Cái này chúng ta chỉ làm bước sau. Bước đầu tiên chúng ta phải ghép video lại này. Rồi, chúng ta sẽ mở app Trung lên nha. Nói chung cái chain này làm thì tốn lưu video ấy thì tốn rất là nhiều lần luôn. Đâu đó tầm 3-4 lần gì đấy lưu video nhá. Rồi, em chọn cái đoạn video mà chúng ta đã quay này. Chọn mỗi đoạn video đấy thôi nhá, và nhạc thôi. Rồi, nói chung là app Trung Việt vừa quay thì nó hơi bị lag một xíu, thì anh em xem và làm thôi, em nhớ phải thông cảm cho Việt nha. Rồi, bây giờ anh em thêm cái đoạn nhạc vào này. Rồi, bây giờ phải cắt cái đoạn nhạc nó lại đi. Rồi,
để vệt kéo ra sau, bởi vì vệt quay thì nó hơi bị dư mọi người nhá. Cắt luôn phần sau lại này. Rồi, em bắt cho về một cái chấm bét này. Cái đoạn này là đoạn tháo khẩu trang ấy. Rồi, em sẽ tắt nó ra này. Tắt đôi video ra nha. Rồi, em xóa đi. Em kéo tới. Xóa kéo tới nha. Đấy, tới ngang đoạn chúng ta đã lấy mặt nạ như này nha. Quay video thì em phải có mẹo quay một xíu nha. Rồi, sau này em cắt vào thôi. Anh em quay xoay cái người lại, đeo mặt nạ tầm 5 giây. Sau đó anh em bấm vào mặt không để chuyển ra mặt thường như này. Đấy, những cái mẹo quay video thì đa số các anh em đều biết quay thôi. Nói chung là về phần edit thôi. Đấy, kéo và lưu video thôi. Đáng ra là em phải sẽ chọn cái tỷ lệ màn hình nhỏ lại. Nhưng mà bởi vì đã tắt đôi video ra ấy, nên là không thể. Nói chung là vẫn thể làm nhưng mà nó không được chuẩn lắm. Đáng ra phải làm đầu kìa. Nhưng mà việc nhầm mọi người nhá. Bây giờ phải việc làm như này phải tốn tới hai đoạn video. Các bạn sẽ chọn cái tỷ lệ trước nha. Bây giờ việc sẽ làm và nói này. Bây giờ việc sẽ chọn lại cái đoạn video. Hoặc các bạn có bộ nhớ thì các bạn có thể làm như Việt cũng được, không sao cả đâu nha. Rồi, chọn vào cái thứ ba cuối vào này. Các bạn chọn cho Việt là tỷ lệ 3.4 nha. Đấy, vừa lúc đầu mà để video vào ấy, các bạn khoan đã tắt ra, các bạn chọn tỷ lệ và phóng to như này, làm như này trước này. Đấy rồi. Cho Việt đoạn video như này nha. Rồi. Thì nó không được mọi người ạ, tại vì máy Việt rất là lag luôn. Rồi, bây giờ Việt lại tiếp tục lưu đoạn video này nhá, bởi vì nói chung là làm như này tốn hai đoạn video thôi, nhưng mà nó sẽ được chuẩn hơn và đẹp hơn. Các bạn có thể làm một đoạn bằng cách là chọn tỷ lệ trước rồi mới tắt video làm phần đầu ấy. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bước đầu tiên, đó là bước ghép video và thêm nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ mở app Skinner Master lên nha. Thì bữa trước Việt có hướng dẫn anh em di chuyển người, nhưng mà tới cái phần Kingdom Master này nó lại Việt quên là để luôn những cái nhãn dán logo ở trên màn hình nên em khó nhìn đúng không? Thì em cho Việt xin lỗi nhá. Rồi thì hôm nay Việt sẽ hướng dẫn thì cái bịt mặt đây chúng ta cũng dùng cắt là di chuyển thôi. Thì anh em có thể xem cái này lại và có thể di chuyển các video mà anh em thích luôn. Bây giờ em chọn lia máy bằng zoom này để thu nhỏ nó lại để chắn cái logo đi nha. Rồi. Bây giờ em kéo đoạn video chậm thôi, tới ngang cái đoạn mà nếu mà cái bịt mặt ở 14 giây là nó biến mất thì em chọn cho Việt là 13:8 hoặc là 7. Thì đấy. Cổ họng Việt đang hơi bị đau thì mong anh em thông cảm nha. Đây, sẽ lấy tầm 13:9 này. Em chọn cho Việt lớp này, nhìn kỹ nhá, chọn lớp, chọn media này, chọn số phận ảnh, sau đó chọn tất cả và chọn cái tấm ảnh cái bịt mặt của chúng ta cắt xong. Thì cái ảnh này thì nó hơi bị nhỏ nha anh em, cái mặt này nhỏ, cái tay Việt thì nó hơi rất là to nên là hơi bị khó chịu một xíu anh em ạ. Làm cái này rất là rối và bực luôn. Cái này tay ai nhỏ và là rất ok luôn. Đây. Rồi nó còn hơi bị to mọi người ạ. Phải zoom nó nhỏ lại một xíu nữa. Việt toàn là bấm chật thôi, bởi vì tay rất là to. Rồi lại nhỏ quá rồi. Anh em làm cái này hơi chuẩn, không phải là đúng vậy, là hơi chuẩn và tỉ mỉ một xíu nha. Ngồi làm cái này chuẩn, nói chung là bước ghép cái này thôi. Cái chen này là bước chen tháo bịt mặt, là chủ yếu là cái bước tháo bịt mặt này thôi, còn mấy cái bước kia thì rất đơn giản thôi. Cái bước ghép video và thêm hiệu ứng. Đây là cái bước thứ hai nha mọi người, còn cái bước thêm hiệu ứng là nó nằm ở bước cuối cùng. Rồi anh em kéo chuẩn này để xem nó chuẩn chưa nhá. Rồi, vẫn còn to quá. Này, tay Việt nó bấm không ăn luôn này, nó chọn sai nữa chứ. Bởi vì tay nó to quá mọi người, che hết cả màn hình rồi. Ồ, như vậy thì nó hơi bị thấp rồi. Lại hơi bị cao. Rồi, như vậy ok rồi nha. Rồi, anh em kéo cái đoạn video này ra sau đến hết luôn nha. Đấy, như này. Rồi, sau đó em chọn và kéo lại đầu này. Em chọn cho Việt cái chìa khóa ở phía bên trái. Đấy, cái chìa khóa này, ở nằm phía trên cái thùng rác ấy. Rồi.
Rồi chọn vào cái chìa khóa này là nó sẽ tự chấm cho một ta chấm ở đầu như này. Sau đó kéo tới một đoạn thôi, một đoạn đâu đó tầm chừng này thôi. Em chọn cho Việt cái ô có dấu cộng phía trên này, nhấn một nhấn nhá, giống bắt bét ấy. Rồi chúng ta sẽ di chuyển cái hộ trang ra như này. Sau đó em kéo tiếp tục một đoạn nữa, em lại cộng cho Việt dấu, rồi di chuyển cái khẩu trang. Di chuyển ít thôi nha mọi người, giống kiểu để cho khẩu trang nó di chuyển ấy, chứ đừng để nó khẩu trang nó đứng một chỗ thì nó sẽ không hay. Cái này cũng giống bắt bét zoom ấy. Đấy, kéo tới một đoạn bắt bét rồi di chuyển như này thôi. Nếu em muốn xóa bét đi, em chỉ đưa tới cái ô đỏ này, sau đó em nhấn lại dấu trừ là nó sẽ ok đấy. Rồi, đưa đến cuối em chọn cho Việt cái bét nữa. Rồi di chuyển nó như này. Hơi như là có vẻ là hơi bị lố rồi. Bây giờ em nhấn giữ này, nhấn giữ vào này, nhấn mặn vào rồi em di chuyển nó là được đấy. Đấy, nhấn nó hơi bị giật này. Xong kéo ra nó sẽ được. Rồi, như vậy ok rồi nhá. Ở phần sau thì hơi bị thừa, anh em cắt vào xóa vào lại một xíu nhá. Ôi, đang làm mà cái cửa nó đập mọi người ạ. Rồi anh em chọn suất này và chọn tỷ lệ là 0.000 trên giây để 60 luôn nha. Rồi bây giờ anh em chỉ việc đợi video nó lưu là chúng ta đã xong hoàn thành cái bước thứ hai. Và bước thứ ba chúng ta sẽ vào lại app chung và sửa tỷ lệ lại và thêm một số hiệu ứng nữa là ok thôi. Rồi chúng ta đặt tỷ lệ 3.4 và làm lại zoom lại như vậy nha. Đấy, phóng to nó ra. Rồi. Anh em ơi, có lẽ là không xem được đâu em nhé, tại nó lag quá mọi người ạ. Có lẽ làm xong rồi chúng ta xem luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có lẽ sẽ bắt bét để chúng ta lấy cái bét này và hiệu ứng thì chúng ta sẽ làm ở bước cuối cùng. Bước thứ ba chúng ta sẽ bắt bét trước và thêm hiệu ứng bắt bét nhé. Chúng ta tắt cái loa cái đoạn video này đi và chúng ta sẽ chọn vào phần nhạc. Và chúng ta sẽ lấy cái đoạn video chúng ta vừa lưu xong làm lại phần nhạc đấy luôn để cho nó khớp nha. Rồi, bây giờ em hãy ở cái đoạn này thì nó cứ đi một đoạn nó sẽ chấm như này, bởi vì đoạn này thì lúc này Việt bắt thì Việt cũng đã biết rồi, không cần phải nghe nhạc nữa đâu. Đấy, rồi bây giờ sau đó bắt bét xong chúng ta sẽ tắt video ra theo bét nhá. Chúng ta chọn vào video chúng ta tắt nó ra theo bét này. Cái bước bắt bét các kiểu thì hồi xưa rất nhiều bạn biết rồi, từ bữa nay cái bước này là bước coi chung là thần thạo, ai cũng thần thạo được cả nha. Rồi anh em cứ bắt bét hết trước nha, rồi làm sau sẽ bắt bét tất cả các đoạn video này ra, tắt nó ra hết nha. Đấy, và nếu anh em có trend gì hay, ý tưởng gì hay cứ comment nha anh em, để Việt xem có trend nào hay Việt làm, rồi Việt sẽ có video hướng dẫn cho anh em. Việt phải làm, Việt đăng ở trên TikTok trước rồi mới có video hướng dẫn trên YouTube mọi người nha. Rồi bây giờ em chọn vào cái thứ tư này, chọn vào cái thứ ba này. Rồi, đây là những hiệu ứng bét của chúng ta. Việt sẽ chỉ cho em một cái số bét này. Ở ba cái đầu tiên này, là cái này này. Đấy, cái mà trước hai cái hình 3D ấy, hai cái hình 3D xoay xoay này, đấy cái này. Nhìn kỹ nhá. Đấy. Đấy, trước hai cái hình 3D cái thứ hai này. Đấy, cái này nhá. Ok, ba cái đầu tiên em. Rồi thì máy Việt lag thì không bao giờ xem được bét đâu anh em ạ. Xem video thường còn lag, nó không phải là xem thường là lag đâu, mình xem chung là nó lag đấy. Áp chung thường còn lag, bảo sao xem bét được nha mọi người. Làm xong mới xem ra xem thần quạ luôn mới hấp dẫn. Rồi ở phía sau anh em chọn cho mình cái hiệu ứng này, kéo ra phía sau nữa. Đâu rồi? À đây nha mọi người.
hiệu ứng này nha. Cái hiệu ứng trước này và sau này này. Đâu rồi? Nó bị lag quá mọi người ơi. Đây, hiệu ứng này này. Hoặc là cái hiệu ứng phía trước nó nhá. Đấy, anh em cứ chọn hai cái đấy, anh em cứ chọn xen kẽ 1212 như vậy cho việc đến hết luôn. Thì có một số bạn là sử dụng cái hiệu ứng gì đấy mà băng, nói chung là băng bay xung quanh người ấy. Thì cái đấy thì Việt không dùng nha. Việt làm hiệu làm ở trên app chung luôn cho anh em dễ làm anh em ạ. Cái đấy thì nói chung là cái đoạn video giống kiểu chúng ta thêm tắt nền rồi chúng ta thêm vào thôi, chứ không phải là gì đâu. Cũng dễ nhưng mà Việt làm ở trên app chung cho em dễ làm. Bước nhiều mà phức tạp. Rồi đâu rồi? Ở đây rồi. Ok nha, sau đó anh em kéo tới này. Đây là cái bét chuyển giao nhá. Cái bét này chuyển giao anh em nhớ này. Rồi, anh em sẽ kéo tới trước nha. Kéo tới trước này. Em căn nữa tầm một cái đoạn nào đó ở trước này, chẳng hạn Việt để tầm này nha. Sau đó anh em chọn vào ngôi sao này. Chọn vào phần thứ tư nha. Đây phần thứ tư này. Hôm nay thì mạng nó đỡ hơn hôm qua mọi người ạ. Đây em chọn cái này này. Cái chạy này này. Cái ô chạy. Rồi anh em sẽ kéo tới. Kéo tới ngang cái bét chuẩn bị chuyển giao này. Rồi sau em chọn ngôi sao. Chọn lại tiếp tục chọn vào phần thứ tư nha. Và kéo xuống. Chọn cho về cái hiệu ứng à, hình như là hiệu ứng gì đấy. À màu tím thì phải. À đây. Hiệu ứng màu tím dọi đèn này nha. Ok. Em kéo cho Việt hết video luôn nha. Để hết video nha. Và em lại tiếp tục tới bằng ngang cái hiệu ứng sau này. Em chọn vào phần ngôi sao. Chọn sang cái thứ hai nha mọi người. Nhầm rồi. Chọn sang cái thứ hai nha. Đấy anh em chọn cái hiệu ứng lấp lánh ở thứ hai luôn. Cái hiệu ứng lấp lánh ở thứ hai luôn. Đấy. Rồi em kéo hết video cho Việt. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lưu video lại và ra xem thành quả thôi. Thì hôm qua Việt làm video ấy, thì có một số bạn là hướng dẫn cách zoom ở trên app chung. Thì Việt hứa là trong 1-2 ngày nữa Việt sẽ kiếm một cái channel nào đấy có zoom rồi Việt sẽ làm ở trên app chung cho anh em xem nha. Bởi vì nó làm ở trên Android ấy, thì Việt hạn chế bởi vì máy Android của Việt bộ nhớ nó khá là yếu. Còn đa số những video Việt làm toàn làm ở trên app chung ở trên iOS ấy, nên nó chưa có bạn zoom ấy. Rồi, thì anh em nhớ comment những cái ý tưởng gì để Việt có video hướng dẫn cho em xem nha. Và có thắc mắc gì thì vẫn cứ nhắn tin, thì Việt vẫn trả lời và hướng dẫn. Rồi, đợi nó nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra xem cái thành quả mà chúng ta edit nãy giờ. Rồi, em thấy nó hay chưa? Nó hay hơn cả cái ở trước luôn, ở trước Việt làm luôn mọi người ạ. Bởi vì Việt làm tháo cái bịt mặt ở ngay cái khúc sau ấy thì nó đẹp hơn. Rồi thì video của Việt đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu em nào cảm thấy video này hay và bổ ích cho mình ý, đừng tiếc gì cho Việt một like và một subscribe để ủng hộ cho Việt nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để đón xem những video mới nhất của Việt. Nếu các bạn có thắc mắc ý, thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Facebook để được Việt hỗ trợ nha. Và nếu các bạn có ý tưởng gì hay là cái trend gì hay thì cứ comment. Thì Việt sẽ cố gắng ra video hướng dẫn nha. Còn bây giờ Việt chúc các bạn làm thành công cái channel này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha.